cái cá thác lát này các bạn. Cá thác lát cái đây là mình mua dưới An Giang, rất là ngon. Tiếp theo là công đoạn ướp cá thác lát các bạn. Một cá thác lát và thôi. Một muỗng canh tỏi. Hành tím, mình cho vô hành lá. Hai muỗng canh đường. Một muỗng canh tiêu. Ba muỗng canh nước mắm. Tiếp theo là mình sẽ trộn lên các bạn. Để cho cá thác lát dài hơn thì đây mình chuẩn bị một ni lông. Sau đó là chúng ta sẽ cho cá thác lát vào các bạn. Bây giờ mình tập mình bóp. Mình sẽ cho lên đây một ít cần hờ rí các bạn. Đó, nhiệt rất là ngon. Like, share, ủng hộ kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.